cô bà chú bảy gặp mặt anh lại hỏi khi nào thì mình mới rước dâu mới 30. Còn tụi anh tụi chơi mà đâu dám tới nói chuyện gia đình mà xui ghê. Anh đã dính với em tính ra duyên thì hai đứa hỏi hàng. Theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tích tình tan tình tan, không khí hôm nay rộn ràng. Thèn dắt con dâu về nơi xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với em tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao rước con dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không nghĩ một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba vô khui bia đi bạn ơi. Lên bia đi bạn ơi. Cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay. Chơi hết tim này rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mái ấm con cháu sum vầy. Lo mang ăn nghĩ đến tương lai. Hết ngày hôm nay con xin